Cá ngon quá cô chú. Vắng quá cô ngủ gục luôn rồi. Con mình con à. Có rễ ăn ha. Dạ. Ồ, mấy con ếch vàng nín luôn rồi cô chú. Luôn. Có cái chèn đó là trời ơi, 300. Ngon dữ nè, quá là ngon luôn. Bên đây bà con bán cũng đông lắm nè. Dạ, đó, cá ngát cá lăng nè. Cá tai tượng ha, cá mè dinh. Đặc biệt mắc tiền nhất là cá bống tượng. Không? Này là vừa chín tới luôn nè, màu rất là đẹp. Đó. Tôm xong luôn rồi cô? Xong. Đó. Này ba ký gạch dốc của Cà Mau. À, dạ gạch dốc. Gạch dốc, gạch ruộng đồ hả chú? Không, có gạch dốc ở Cà Mau. Dạ. Bà Lan phải bị chui nấu nè. Nè, ngoại vô, ngoại vô. Sáp nấu rồi cô chú. Cái sáp vàng đến đây. Cái này chắc của nhà hay là mình mua lại chị? Dạ. Dạ, chú ơi, hôm nay có duyên gặp chú đây á, con gửi chú phần quà 200.000 nha. Dạ, cảm ơn. Đây là số tiền của anh Tuấn với chị Thu ở bên Mỹ. Dạ. gửi để hỗ trợ chia sẻ cho bà con của mình tiếp chú trong cuộc sống nha. Dạ, rồi chúc chú nhiều sức khỏe. Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Các bạn thân mến, hiện tại là mình đang có mặt ngay tại thị trấn Cái Tàu Hạ của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp các bạn. Ở đây là con đường quốc lộ 80. Ngay chỗ mình đang đứng đây là cây cầu Cái Tàu Hạ. Trong video hôm nay mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng đi tham quan chợ Cái Tàu Hạ của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp nha. Hôm nay là chủ nhật cô chú các bạn. Ngày hôm nay hy vọng một buổi chợ hôm nay rất là đông và nhộn nhịp cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đặc biệt là ngôi chợ Cái Tàu Hạ nằm cạnh bên một con sông rất là lớn luôn nè cô chú. Ở đây khu chợ cá là bà con bán cặp bên dòng sông. Mình đi từ hướng này nè cô chú. Cái con lộ quốc lộ 80 rất là cao so với khu vực chợ bên dưới luôn. Bây giờ là tầm 7 giờ sáng. Ngôi chợ này thì có cái diện tích cũng rất là rộng và dài luôn cô chú. Hướng bên đây là khu nhà lòng của chợ Cái Tàu Hạ nè. Khu bên đây là khu chợ trái cây, bán đồ ăn sáng. Rồi sau bên dưới là khu bán chè, bán bánh đồ đó các bạn. Còn khu cặp bờ sông là khu bán đồ rau củ và bán cá. Con đường quốc lộ 80 này là đi hướng này nè cô chú. Nếu mình đi thẳng từ hướng trước màn ảnh cô chú anh chị và các bạn là đi về thành phố Sa Đéc, khoảng chừng mười mấy cây số à. Rồi đi ngược lại là đi về Vĩnh Long hoặc là đi về Sài Gòn đó các bạn. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi vô chợ nha. Ở đây buổi sáng có mấy cô đi chợ về rồi. Mình xuống đây để đi vô chợ cũng được nè các bạn. Ở đây có một cái bậc thang để mình đi xuống đường bên hông nè. Còn đi xe thì đi vòng từ hướng đằng kia. Đây là nhà lòng chợ Cái Tàu Hạ. Đây có cái biển hiệu. Bây giờ để tranh thủ đi vô chợ, mình đi từ hướng này luôn nha cô chú. Hôm nay thì sẽ đi vô khu vực chợ bán rau củ và xuống khu vực chợ cá. Ở phía dưới chân cầu Cái Tàu Hạ cũng có một số bà con buôn bán quần áo rồi dưa hấu rồi. Hôm nay thời tiết khá là đẹp luôn. Sáng nay có nắng nhưng mà không có mây. Mỗi khi thời tiết cũng rất là nóng luôn, nhưng mà hôm qua thì mây rất là nhiều. Bây giờ bà con mới đi vô chợ rồi cô chú. Dưa hấu Long An 8.000 kg. Dưa hấu Long An mỏng vỏ bao đỏ bao ngọt 8.000 một kg. Dưa hấu Long An mỏng vỏ bao đỏ bao ngọt 8.000 một kg. Dưa hấu Long An mỏng vỏ bao đỏ. Ở đây cũng có bán dưa hấu nữa nè. Thường những ngôi chợ thì khu vực phía trước đều có bán quần áo và trái cây phía trước khi đi vô chợ. Hôm nay chợ chủ nhật không biết là bà con đi chợ sớm hay là đi trễ. Bên đây thì có cam rồi nè cô chú. à, có khóm rồi khoai lang rồi. Dạ. Sáng ngày bán cái hướng nắng nó dội vô đây nắng đó chị. Dạ. Chị bình thường chợ chủ nhật đông hay là ngày thứ đông? Nhằm bữa. Nhằm bữa luôn hả? Dạ. Kệ ăn cơm cho nó tự nhiên. Dạ. Đây chị bán cam đây nè cô chú. Đó, cam 10.000 hả chị? 10.000 ký. 3 kg 20 lá này. Dạ, quá rẻ luôn. Quá rẻ mà bán không chạy, nhưng mà giá rẻ mà bán hết cũng đỡ. Bán chậm hả chị? Dạ. Dạ đúng rồi, em đi chợ nào bà con cũng nói bán không có được. Dạ. Dạ. Đặc biệt là mùa này mà xoài á là rẻ lắm. Đúng rồi. Dạ, chị biết chợ An Hữu không? Chợ đầu mối nó bán xoài có 2.000 kg. À, xoài Thái á, đúng rồi, xoài Đài Loan á. Dạ. Rẻ lắm. Em cảm ơn nha chị. Ở đây thì có chị bán khoai với lại là khóm nè. Ngày nào mấy chị cũng bán đây hả? Dạ. Đây khoai lang bột nha cô chú. Dạ. Này khoai sữa là khoai này hả chị? Dạ. Mấy củ nhỏ nhỏ này tại do nó đẹp phải không? Dạ. Dạ. Người nhỏ hay đi vô ruộng đào mấy cái dây khoai này nè. Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn các chị nha. Đây có bán khóm nữa nè. Khóm này chắc khóm Tất Cậu hả chị? Tân Phước hả? Tân Phước Tiền Giang. Long An. Không, Tân Phước ở thuộc Tiền Giang á. Vậy hả? Tiền Giang. À. Chứ huyện Tân Phước là thuộc Tiền Giang, tại em ở Tiền Giang nè. À. À, nó giáp ranh đó, đúng rồi chị, giáp ranh. Mà khóm Tân Phước nó có 2 khu vực nha, mình mua đúng cái vùng đất nó sẽ ngọt, còn một chỗ nó sẽ chua. Ít chua không vậy? Phèn nhiều thấy ngọt ha. Dạ. Bởi nhiều khi biết chỗ mình mua mới ngọt. Em cảm ơn nha. Chợ cá là sâu bên dưới luôn hả chị? Dạ. Dạ kênh của em là Ống Kính Đó Đây. Dạ. Đi chợ giờ này có trễ không chị? Em đi chợ giờ này có trễ không? Dạ hả? Dạ. Ở đây có hai cô đi chợ mua đồ về rồi nè. Áo 25.000, quần áo đây 25.000 một cái áo. Quá trời luôn. Quần đùi 10.000, quần sọt 15.000, quần tây. Đây thì cũng có dưa hấu nè, 25.000, 8.000 ký á. Một cái áo. Quần đùi 10.000, quần sọt 15.000. Dưa hấu dạo này cũng rẻ, mấy đợt trước có tới 15.000 ký luôn cô chú. Một cái áo. Quần đùi 10.000, quần sọt 15.000. Ở đây có chị bán cá linh. Anh chị cho em xin quay mấy con cá xíu nha. Đây cá linh, cá trắng quá trời luôn cô chú ơi. Cá linh với cá rảnh, cá mè vinh rồi nè. Giống cá dễ chào á chị. Đăng hả? Dạ. Đây có rau nhút vườn nữa nè cô chú. Đó. Cái nút này về nấu canh chua hoặc là ăn mắm kho ha, ăn sống thì ăn mắm kho. Em cảm ơn nha. Bên đây là cá sống, còn sống chạy oxim đây nè cô chú. Chạy bọt không à, không thấy cá luôn. Đây là cá lộc kiến nè. Đó. Bên đây là có mới cá cóc nè. Thôi tranh thủ đi vô chợ cô chú anh. Giờ bắt cá ra hả chị? Bắt ra cái thao đỏ để còn cái thao bự này trong nồi đâu có thấy đó. À. Ta thấy người ta mới mê phải không? Ta thấy tao mới mua. Dạ. Đó. Cá quá trời luôn nè. Hả? Giờ không có gì mua được thì mua. Cá ngon quá cô chú. Phi. Cá đã quá. Họ mang cá phi với cá mè vinh nè. Dạ. Em cảm ơn chị. Rồi đi vô chợ đi ngày nha cô chú. Cái chỗ này, ngay chỗ này có bãi giữ xe nè. Bãi giữ xe hầu như là hai đầu luôn, đầu chợ và cuối chợ. Ở đây thì có quầy ăn sáng, bánh mì với lại là cơm sườn nướng nè cô chú. Đó. Đây chú nướng cơm sườn. Chú cho con xin quay chú nướng ăn cái nha. Rồi. Quay thoải mái đâu có gì đâu. Dạ. Đây cơm sườn ăn sáng cô chú. Đây cạnh bờ sông mát rượi luôn. Gió thổi vi vu luôn hả chú? Quang biết cho tủ lấy đại mẹ em đi không? Rồi đi vô chợ cô chú ơi. Bên đây bà con có bán cây trồng nè, đó, cây giống, rồi mấy cái cây cà nâu nè, hình như có bán cây cà chua nữa phải không chị? Đó, cây cà chua con nè. Đó. Ở nhà mà trồng vài cây cà chua để trong chậu á, nhìn nó có trái là nhìn đẹp lắm, vừa có trái ăn mà vừa làm kiển luôn. Bên kia có bán ớt nữa kìa cô chú. Đây hình như là dây bầu hay dây bí gì nè. Còn đây là cây cà chua. Đây có cải non nữa mà cô chú. Đó. Dạ. Cái này là cải mần dưa hả chị? Dạ. Nó còn nhỏ nhìn giống cải bẹ xanh quá ha. Dạ. Còn cái này là cái me hả? Su đũa hả? Dạ. Su đũa con. Bên đây là cà nâu nha cô chú. Có cả đu đủ đồ nữa kìa. Em cảm ơn nha chị. Đây chị Hạnh cây giống nha, có số điện thoại luôn. Bây giờ vô chợ, cô này bây giờ mới đi ra chợ. Cô có cái gánh. Cái này không biết là cô bán cái gì đây ta? Cô bán đậu hũ hả cô? Dạ. Bánh lọt. Dạ. Đây cô bán bánh lọt. À cô bán bánh lọt chưa ra nữa. Dạ. Vậy là tới hai người phụ luôn. Dạ. Dạ. Đây ở đây có bán xoài nhiều lắm nè cô chú. Đó. Dạ. Ở đây bà con bán nguyên một cái đường dài đi thẳng bên dưới luôn, nhìn rất là dễ thương. Dạ. Ở đây mát hả cô? Có Sài Gòn bờ sông mát nè. Bánh lọt ra đó hả? Dạ. Dạ hả? À. Vô tới nhà cô quay cổ làm bánh lọt luôn. Đây cô bán bánh lọt. Đây chở xe ra tới nơi luôn. Chào chú. Đây cô bán bánh lọt. Cô ra hơi trễ hơn mọi người xíu. Đây cô bán nè. Ở đây có chỗ để mình ngồi để ăn rồi mình mang đi cũng được luôn. Đó. Dạ. Vậy là cô bán bánh lọt rất là nổi tiếng ha. Dạ. Rồi con cảm ơn nha cô. Đây có xoài nè cô chú. Đây là sắc xoài cát và lọc hả cô? Dạ. Đây. Hôm nay đúng là vô mùa xoài luôn rồi. Dạ. Xoài cát chu là cái đầu nó to hơn hả cô? Ô, xoài đẹp quá cô chú. Đây là xoài nhà luôn hả cô? Dạ. Xoài bên đây là cát và lọc nè. Cảm ơn cô. Đó, bên đây là cũng xoài luôn. Dạ. Dạo này mùa xoài cho nên bà con cũng bị dội hàng nhiều lắm. Đây chỉ có mớ ớt hiểm nhỏ nè. Đó. Với rau cần cua nữa. Giờ này như bà con đi chợ chứa đông hết chị. Dạ. À, chủ nhật mọi người ngủ nướng xíu ha. Rồi, nắng lên rồi che dù lên. Bên đây thì có chị bán hến nè. Dạ. Này gọi là hến nóng ha cô. Dạ. À, cho con xin vay cái nha cô. À. Đó, hến nóng của chú. Cái này về mình nấu canh rau ha, hay hoặc là mình xào sả ớt. Dạ. Xào gì cũng vậy. Nấu canh khổ qua luôn. Mua khổ qua về nấu canh luôn. Khổ qua. Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô. Chú đi chợ rồi chú. À dạ. Dạo này có khách đều không chú? Chợ vắng quá. Dạ. Thường mình chở khách đi chơi du lịch tham quan chợ hay là mấy cô đi chợ? Đi chợ không à. Dạ. Người đi chợ là nhiều. Dạ. Giờ kinh tế khó khăn cái bà con không đi chợ cái chú cũng không có khách luôn. Ít lắm. Dạ. Vắng vẻ. Dạ. Cái thường thứ bảy chủ nhật là đông á. Dạ. Giờ này thấy cũng chợ cũng hơi yên bình quá nè. Không biết khu chợ cá có đông nữa. Đông. Dạ. Đông rồi. Cảm ơn chú nha. À. Ở đây cô đem xài qua bán luôn. Bên đây có đồ kẹp tóc luôn nè cô chú. Đó. Đây đồ làm đẹp của mấy chị em đây. Teo lủng lẳng luôn. Đặc biệt ở đây cạnh cái con sông nè. Sông này nước rất là trong luôn. Tàu ghe chảy tấp nập luôn nè cô chú. Đó. Cô chú nào mà thích cảnh sông nước, có ghe tàu rồi thì về chợ Cái Tàu Hạ. Đó, tham quan chợ Cái Tàu Hạ nha. Đây là có khoai lang nè, rồi xoài, cà chua rồi. Bên đây có gương sen nè cô chú. Đó, gương sen với lại là xoài. À, xoài này là xoài cát chu nè. Đó, gương sen. Bên đây là khoai cao. Ở đây cô bán giải nè cô chú. Đó. Này thường bà con bán một khúc kia là một bộ đồ. À. Dạ, một bộ 60 hả cô? Dạ, cô bán chạy chợ hay là cô bán cố định? Dạ. Ô vải đẹp quá nè. Đó. Có da báo, da cọp đồ nè cô chú. Đó. Mua một khúc về cái thuê thợ may hả cô? Dạ. Dạ kênh của con là Ống Kính Đó Đây. Hả? Dạ Ống Kính Đó Đây chú. Đây có cô bào xã nè. Hả? Chào cô. Đây cô có bán bà xã bào với lại là bông súng. Giờ này bà con đi chợ chưa đông hả cô? Dạ. Đây cô có bán trái gấc nè. Trái gấc mã chính là màu nhìn rất là đẹp luôn cô chú. Còn cảm ơn nha cô. Đây bà con bán chuối, xoài. Ở nói chợ này thì trái cây cũng nhiều lắm. Đây cô có bán cá dồ nè. Đó. Đây bên đây cá sôi rồi nè cô chú ơi. Bên đây cô bán sôi. Có sôi đậu, có sôi giò không cô? Đó, sôi đậu đạn ngon rồi. Đâu có đậu đâu có giò. À dạ. Bán cho con một phần sôi đậu này đi cô. Nhiều, bán nhiều. Bán con 10.000. 10.000 đi. Nhưng mà 10.000 thì mình chia ra 2 phần phải không cô? Dạ đúng rồi. Dạ. Phần có 5.000 à. Để giờ ăn ăn no tới trưa luôn. Dạ. Một 2 phần là ăn tới chiều rồi đó. Đây cô bán bưng đi vòng vòng hả cô? Bữa nào thứ bảy chủ nhật có vắng thì mình đi ra vòng vòng đi chơi chợ bán. Dạ. Dạ. Cái này bà kêu hết rồi hả? Đậu không 20 tiếng. À, cái xanh không đi. Dạ. Tiếng nó có gì đó. Dạ. Sau này mình ăn với bỏ đường vô hả cô? À, gọi là đường mè. Dạ. Đây cô bán chắc lâu hả cô? 24 năm rồi. Là 24 năm là cô bưng gì không nha? Dạ. Dạ. Đây là cô chú cái thau sôi này là 24 năm rồi đó. Nuôi những đứa con ăn học thành tài hả cô? Dạ, con cảm ơn con nha. Ở đây cô bán cá nè. Đây là con chim chép cờ nè cô chú. Đó. Cá lóc kiến nữa. Trăm mấy chục kg đó bà. Là nó đi hồi 2 giờ mấy giờ đó trời. Qua hết trơn rồi còn. Đây có bán cá tra nè cô chú. Đây là cá tra. Cá giăng lưới hả cô? Kéo lưới ngoài dưới sông hả cô? Dạ. Ồ cá hay quá. Dạ. Bên đây cô bán cá với tôm nè. Con xin quay xíu nha cô. Đây có hai cá chép chết rồi cô chú ơi. Bên đây là tôm càng xanh nè. Đó. Chị cà phê. Ở đây. Dạ. Đây cá ngát nè. Đó, đây cá ngát nè cô chú. Đó. Hai cái dĩa căng rõ người ta mới nghe. Cá ngát này nó trắng hả cô? Đâu có, nó đen ấy chứ tại dạ. Nó bụng nó lên nè. Con thấy cái màu nó vẫn tươi hơn mấy con kia. Cá sống mà. Dạ. Còn giống nhau. Rồi đây cá ngát 100.000 ký, 100.000 luôn, 140 bán 100 luôn. 100.000 ký luôn cô chú. Heo gà. Bên đây là cá lòng tông nha. Trong này tông đá hả cô? Ờ, tông đá, tông sông. Đá. Dạ. 100.000 ký. 100.000. Đây cô có mới cá lăng nữa nè. Đó. Cá lăng là cũng 100.000 luôn. 100.000 kilo. Dạ. Từ sông trong đó. Dạ. Ồ, kia nguyên thông thao luôn rồi cô chú. Tôm đây, tôm đây, tôm đi. Về những cái khu chợ như thế này rất là thích. Tại vì bà con bán cá sông, cá đồng không à. Con cảm ơn cô ơi. Ghê luôn. Gà heo gà heo 50 ai ký luôn. Muốn ăn lâu để cô ăn ngon. Khu trên này thì bà con đi lai gai cô chú. Bên đây thì có cô bán bánh nữa nè. Đây là cô bán bánh tằm với lại bánh bèo. Dạ. Đó, cô bán nè. Con cảm ơn nha cô. Bên đây cô cũng có bán cá trê rồi cá sặc bỏi nữa. Đó. Rồi đi xuống bên dưới nha cô chú. Bên đây là bà con bán giày dép đủ màu sắc luôn. Bên đây hình như là chú bán đồ chai hay chú? Dạ con xin quay xíu nha. Đây đồ chai nè cô chú. À, món này chắc là gọi là bì hay chú? Bì chai. Dạ. Đó, rất là nhiều món luôn. Cái này mua về ăn cơm sẵn luôn cô chú. Bên đây là sườn. Rồi con cảm ơn nha chú. Đó, bên đây cô thì bán bánh cam, rồi bánh tiêu nè, rồi bún thịt nướng nữa. Vừa bán bánh mà vừa bán rau củ luôn hả cô? Dạ. Để mua vài cái bánh cam ủng hộ cô ơi. Ế hả? Dạ, ế con mở hàng lại cho. Lấy con hai cái 5.000. Cái này là bánh gì? Bánh đường bên ngoài, đường cát. Dạ. Để lấy cho con hai cái 5.000. Lấy con 20.000 đi. Lấy này. Lấy lộn xộn đi con. Bánh còng không? Dạ. Bánh còng luôn không? Còng ngoài này nè. Dạ. Hên quá mới để lắm rồi. Ấy hả cô? Ừ. Hay là chợ còn sớm ta? Rồi chúc cô hồi bán hết trơn nha. Cảm ơn nha. Dạ. Đây có sữa bắp nữa nè. Sữa bắp nè, sữa đậu xanh. Dạ. Cô làm hết luôn hả? Cô biết. Dạ. Bí 10.000 ký hả? Đây, ở đây chú bán cá cũng ngon đó rồi chú. Cá giò, cá rô phi. Đó. Có cá lau kiến nữa nè. Đó. Thường là cá lau kiến mình có thể làm chả nè cô chú. Nó có thể làm khô ha. Rồi có thể nướng nữa. Đó, bên đây thì có bán bơ nè. Cái này là bơ, chắc bơ Đà Lạt quá ha cô. Dạ. Bơ Đà Lạt thì cái trái nó nhỏ nhỏ gọn gọn. Bên đây chị bán xài Đài Loan. Dạ. Quá trời luôn. Dạ. Bốn trái 4 kg. 45 trái luôn á. À. Vậy là một trái gần ký hả chị? Không tới, chứ mấy trái nhỏ không tới. Chắc 7-8 gram á. Dạ. Bò bao ngọt rất luôn, tại gửi chị biết. Dạ. Ngon quá trời luôn. Dài 2-3 bữa nó hết xài rồi. Dạ. Như vậy là nhiêu ký đó chị? 5.000. Dạ. Quá rẻ luôn cô chú ơi. Em cảm ơn chị ơi. Dạ. Em mới thấy cô săn quần nè. Qua đây chị có bán gương sen nè cô chú. À, chị lột sẵn luôn. Em xin quay xíu nha chị. Đó. Đây gương sen quá trời luôn. Cái này chắc của nhà hay là mình mua lại chị? Dạ. Đó. Gương sen thì mình có thể nấu chè nè, rồi ăn sống, rồi làm mứt nữa. Đặc biệt là cái nhị của cái tim sen chứ. Cái tim sen là người ta có thể làm trà đó cô chú uống. Cũng hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lắm. Em cảm ơn chị. Bên đây thì cô có bán giải hay là khăn tẩy bàn nè. Dạ cái tấm ga đó cô. Dạ. Với gói. Áo gói. Dạ con quay ai cũng coi được hết. Đây có cô bán tôm với cá nè cô chú. Tôm. Chào cô. Đây tôm càng xanh, tôm sông. Dạ. Đây cô lột ra luôn nè. Ghẻ gầy luôn hả cô? Bao nhiêu 1 kg mà ghẻ gầy cô? 60.000. Dạ. Dạ, tôm sông 60. Cô bên đây bán cá sông nè. Dạ. Đây cá này là ngon nhất nè. Cá cóc. Cá bự là cá trắm hả cô? Cá này cá cóc, cá chấm, cá lau. Dạ. Đây có con cá chốt cào nè, chốt giấy á. Cái này là ngon nhất. Dạ, cá lăng nữa. Đó. Đó là cũng như cá sông đó. Dạ, cá lăng là mắc nhất á. Cá lăng đấy. Đó. Cái này về làm khô cũng ngon đó nè cô. Làm khô cái này nấu mình chua kho lạc cái đâu làm khô. Dạ. Làm khô là quá sang hả? Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Đó. Cô đi mua tôm nè. Bên đây này có chả lụa. Chả lụa, chả đòn rồi nè cô chú. Đây anh trai vừa bán học vịt ha. Anh bán học vịt luôn ha anh? Còn anh bán gì? Nó bán thân đó. Chạy xe không? Chạy xe. Dạ. Chạy xe mà vắng khách quá ảnh vô mà đây anh bấm điện thoại luôn. Sáng chạy ế quá. Dạ. Sáng giờ được mấy cuốc rồi anh? Dạ. Dạ. Đây là hột gà, hột vịt. 26.000, 25.000 chục, 30.000 luôn. Còn đây là hột gà ta nè cô chú. Hột gà đồng á. còn lát lại lấy. Đây là giải quần áo đồ nhiều lắm luôn nè. Đồ bộ ha, áo khoác đầy đủ màu luôn. Không dám vào bán xài này cả. Dạ. Đây cô bán xài Thái hay gì nè, 5.000 kg. Xài Campuchia hả? Dạ. Vậy là bà con hay gọi là xài miên á hả? Dạ. 5.000 kg. Bu lại chia ha. Dạ. Gọi là Campuchia. Thu vô hết là sao? Dạ. Bên đây, đây chị này bán cá lăng ngon quá nè cô chú. Thường mà cá sông là cá lăng là một trong những loài cá thượng hạng. Cá lăng thì có nhiều loại lắm. Đây chị làm cá, mới cá làm sẵn luôn rồi nè. Còn đây chị bán khăn giấy ha, 15.000 hai bịch luôn. Xuống bên dưới đây thì hơi đông đông hơn xíu nè cô chú. Đây có thảm sàn nhà rồi nè. Bên đây chị bán thịt heo. Đây chị bán thịt heo nha cô chú. Bên đây là anh trai bán khô. Rồi bây giờ mình đi thẳng luôn cô chú ơi. Đó. Vô bên đây là bán cũng rau củ thịt cá, đi nãy giờ chưa tới khu vực chợ cá nữa. Chợ cá thì hơi sâu bên dưới á, do bà con ở đây bán cặp cái bờ kè một cái đường dài luôn. Ở đây có một cái bến sông nè cô chú, bến xuồng. Cô bán gì cô? Dạ. Cô bán hết hả? Nãy cô ngồi đâu? Dạ. Chắc ở dưới bà con cũng còn cá hả cô? Còn, gì dài chống còn. Dạ. Sông này mát quá. Gió mát. Con ở đâu lận? Con ở tên Tiền Giang. Tiền Giang bên mệt đó hả? Dạ. Tiền Giang ở đâu? Con ở Cái Lại. Qua đây vừa quay. Dạ. Đây bà con đậu đây, bến xuồng đây nè cô chú. Đó. Đây có bến xuồng nè. Rồi bà con đi chợ cái đậu xuồng ở đây. Thường những cái chỗ mà đường xe đâu không có nhiều á thì bà con sẽ đi bằng xuồng, bằng giỏ. Đây sòi cát qua lọc. Ở đâu? Dạ con ở bên Tiền Giang. Qua chơi hả? Dạ con đi quay YouTube cảnh chợ. Cảnh chợ dạy dạy đó. Dạ. Dạ. Đây sợi cát Quà Lộc hả cô? Dạ. Dạ. Hai cái loại xài nó giống nhau. Đây mấy cô bán cá đây hết rồi nè. Đó. Ở đây thường cá mình mùa này thì hay bắt dưới sông hả cô? Cá nuôi. Dạ. 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 Đây sòi cũng 5.000 kg. sò ghép ha. Sò ghép ha chị. Dạ. Sò ghép bà con hay gọi là sò ba mùa mưa đó phải không? Tuy nhiên mà có khỏi cần tô phân tốt gì hết trơn á. À cái đó mình ít xịt thuốc thôi chị. Không xịt luôn hả? Dạ. Tự vậy đó nó ra tới mùa ra trái ra bông ra trái vậy thôi à. Cái đó nó dễ ha cô. Ừ dễ thiên nhiên dạ. Mà. Cho nên người ta mới gọi là ba mùa mưa đó hả? Ừ, mùa mưa. Xoài này chín thì ăn thơm lắm. À, chín ăn thơm. Còn sống thì ăn cũng dễ ăn lắm. Dạ. Nó có độ chua. Dạ. Nó không có lạc lạc nó lớn như mà cái xoài Đài Loan á. Nó chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà nó có độ chua hơn là những cái xoài Đài Loan. Còn Đài Loan á đúng già mới ngon. Dạ. Còn mấy là nó không già nó lạc lạc xì lắm. Dạ mấy ông nhậu là phải ăn nhậu xoài này còn sống này. Mấy đứa nhỏ mà nó ăn bánh đường là dạ. Phải ăn xài này. Người ta mua ăn bằng cá rồi nên là người ta cũng thích ăn xài này. Dạ. Trời cô kể mắm đường ấy chảy nước miếng luôn à. Sen chị ơi, 20.000 ký nè chị. Đây có dưa hấu nè cô chú. Đó, dưa hấu trái bự bự như Tết nè. Dạ. Dưa hấu không hạt luôn hả cô? Dạ. Ồ, trái bự bự không à. Dưa hấu này chắc nó mắc hơn dưa hấu kia hả cô? Dạ. Vậy là cái này cỡ nhiêu ký cô? Trái trọng lượng là kilo. À, bao nhiêu một ký tiền á? 12.000. À cũng được. Cũng không có cao hơn cái kia. Con tưởng đâu không hạt là nó sẽ đắt tiền. Cái này nha đam nè. Đó. Mùa nắng mấy chị mua về nấu chè hả? Cho mát. Hoặc là nấu nước nha đam uống á. Rồi đi sâu bên dưới nè cô chú ơi. Xe chạy. Ở bên đây là cô bán khô nè. Cô bán khô mực. Chào cô. Khô mực với lại tôm khô. Đó. Bên đây là cá nuôi bè. Chợ này thì có nhiều cái ngã rẽ đi vô á cô chú. Bên đây là cũng có đường đi vô nè. Tất cả đều không có cho xe đi vô đây. Bên đây bán chuối, rồi đu đủ, rồi khoai rồi. Xoài thanh ca hả cô? Ừ, xoài thanh ca đó. Thanh ca là trái nó nhỏ nhỏ vậy ha? Ừ, xoài hồi xưa đây. Dạ. Là nó không có bự trái hả cô? Ừ, nó vậy đó, lọt ăn không ngon lắm. Dạ. Lọt chứ khỏi gọt luôn. Dạ. Dạ. Quay nè, đẹp không? Dạ, quá đẹp luôn. Đưa đi đâu vậy? Đi ra đưa đi đài nào vậy đài ra đó. Dạ đưa lên YouTube. Đưa lên YouTube chết mẹ rồi ăn mặc đi đưa lên YouTube chết mẹ bỏ tu rồi. Dạ. Đây cô bán khoai lang nè. Khoai lang khoai mì chuối nấu này. Đó, dạ. ngoại vô. Bên đây là chuối sáp nấu đây, rồi. Khoai lang đây, khoai mì chuối nấu đây. Dạ. Ngoại vô. Vệ sinh sạch sẽ an toàn thực phẩm. Dạ. Đây là chuối sáp nấu rồi cô chú. Chuối sáp vàng nín đây. Mía đây, mía đồng bằng đây. Có mía nữa. Dạ con mua cô. Rồi cái thạp này là đầy đủ hết. Mía này xưa luôn hả cô? Ờ, mía đường. Dạ. Có gì cũng mặc cơm trời đây, thấy mặc. Cái tiếng không à. Đó, hồi nãy quay rồi. Số tao ngồi đàng hoàng nha mày. Nãy quay rồi. Cảm ơn nha cô. Rồi, em đi đồng ạ. Dạ. Ủa không chị. Bên đây có hến nè cô chú. Cô ơi, cô mắm chưa mắm ba ký đi. Đây cô bán hến. Hến này còn sống. Bên đây rau càng cua, rau má giường nè. Đó. Đây cô bán sắp hết rau rồi. đổ rồi nhúc. Dạ. Bên đây thì cô bán khô nè, khô cá sặc bổi, rồi cá đù, khô cá mối nữa. Hôm nay chợ chủ nhật cho thấy vắng quá cô. Dạ. Dạ. Ta là người ta ngủ nướng. Hết tiền đi chợ hả cô? Dạ quay lên cái chợ nào á trời không có muốn người đi. Ồ. Dạ. Cô bên đây làm cá lòng tông. Đó. Cá này là cá lòng tông xong cô chú ơi. Bữa nay cô làm mớ cá hồi sẵn rồi nè. Nó quay lên chợ nào á cho. Đây là cá sủ ngang. Đó. Mà chơi xong luôn. Mà chơi luôn. Dạ. Chợ giờ này cũng chưa thấy đông lắm cô chú. Bà con đi lai gai à. Ô mắm chưa mắm ta khía tí tổ mày lại xài đây. Cô xài vậy? Cô ơi. Đây bên đây có chú bán khô với mắm với ba khía đâu nè. Cô mắm dưa mắm ba khía tiêu tổ vậy lại xài. Dạ, con xin quay xíu nha chú. Dạ dạ quay tí cưng. Dạ. Đây ba khía nè. Ồ, chú sắp đẹp quá. Đó. Đây ba khía gạch góc của Cà Mau. À, dạ gạch góc. Đó. Gạch góc gạch ruộng đồ hả chú? Không có gạch góc ở Cà Mau. Dạ. Cà Mau chứ gạch ruộng thì nó bên Tiền Giang không có. Ừ, hình như ở dưới Cà Mau cũng là gạch ruộng nữa. Dạ. Đây là mắm cá linh hả chú? Này mắm cá linh. Đó. Đây là cá lóc này cô chú. Hình như đây cũng là cá chốt hả chú? Này cá chốt, cái này cá sặc. Mắm cá chốt của chú. Ủa mắm nhìn ngon quá. Cá sặc. Đây là mấy cái keo ba khía chú làm sẵn đây, rồi nè. Cái này là ba khía sữa. À ba khía sữa. À, ba khía này thì nó thịt nó mềm, nó không có cứng như ba khía kia. Dạ. Ba khía sữa của chú. Thịt mềm. Cô cái nồi cô. Dạ. Ồ. Này con khô cá gì đi chú? Cô này là khô cá cơm cá biển thôi. Ồ dạ. Cá cơm biển. Dạ dạ. Cái này nó tẩm vị sẵn về cái là mình chỉ cháy mỡ là mình chiên dạ. Hoặc là mình kho ăn cũng ngon dẻo. Đây con khô nhìn nó trong bóng à. Này nó tẩm vị sẵn rồi nó sẽ chuyện á. Dạ. Ồ đầy đủ các loại khô luôn cô chú. Này cá sặc bổi đâu nè. À, cá sặc bổi không đầu. Dạ. Rồi con cảm ơn chú nhiều nha. Chúc chú bán được nhiều. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Cô ơi, cô mắm dưa mắm ba ký thì tổ mày lại xài nữa. 30 ngàn cái đôi tỏi thôi, 30 ngàn. À, chỗ này thì hơi thoáng. Ở đây bà con bán lồng chim rồi nè. Đó. Đây có mấy cái nôm nữa, cái hôm của những cái lờ rồi cô chú. Đây là cái cà ràng nè. Ồ, bên đây những cái này là như là cái tỉnh nè, giống như cái hồ lô rồi đó. Ồ, cái này nhìn lạ quá cô chú. Đây là những cái hũ nhỏ nè, cái khạp nhỏ nè cô chú. Cô ơi, cái này là cái gì á cô? Cái này là cái gì vậy cô? Cái gì cô? Cái nồi hả? Dạ. À, cái nồi này nhìn, cái nồi đất này nhìn cũng ngộ quá. Cái này chắc bà con để hầm nữa hả cô? Để hầm. Dạ. Hầm gà này kia nữa. Dạ. Bên đây có cái khạp nhỏ kiểu hồi xưa của chú này, người ta làm giống như cái kiệu rồi đó. Cái này nung rất là công phu nè. Ôi, chú đội cái bao gạo luôn. Đây có mấy cái lạp bắt cá hay gì nè. Dạ. Này cái đồ đựng cá, mình bắt cá mình đựng hả cô? Dạ. Chợ này bà mấy cô còn bán những cái đồ ngày xưa. Bán cây trúc, cây xào đâu, cây hồng quân. Bán cây trúc, cây xào đâu, cây hồng quân. Đây cô có bán cây dầm nữa nè. Đó. Rồi bán bồ nữa nè cô chú. Bán cây trúc, cây xào đâu, cây hồng quân. Dạ. Cái này là cái nồi để đưa dõng em bé này nè. Dạ. Con cảm ơn nha cô. Cô bán những cái vật dụng bắt cá ngày xưa. Chỗ đây thì hơi thoáng chút xíu. Hình như chợ cá còn bên dưới phải không cô? Còn. Dạ. Dạ. Mình đi nhanh qua khu này tới chỗ bán cá cô chú ơi. Wow, chỗ này bán đồ bằng đất nhiều lắm nè. Lò rồi mấy cái cà ràng bằng đất nè. Khúc này thì bà con không có bán nhiều. Xuống dưới thì gặp chợ cá không. Đó. À, tới đây nè cô chú, ở đây thì mình sẽ gặp một cái bên hông. Ồ, có con cá ụt quá trời bự luôn kìa. Đó. Bên kia thì có bà con đi chợ bằng đò kìa. Hình như ở đây vẫn còn những cái chiếc đò tay bơi dầm chứ không phải bằng chèo nữa cô chú. Ở đây có bán chuối nếp nướng nè. Đó. Chào chú, cho con xin quay xíu nha chú. Dạ. Đây chuối nếp nướng của chú ơi. Ngon quá. Ngon. Cái này có nước cốt không chú, hay là nước cốt mình tẩm vô luôn rồi? Có hả bà? Dạ. Đây bà bán chuối nếp nướng, chú thì nướng phụ. Tự sự từ đếm nha. Bán cho con 2 trái đi. Chưa có. Đang giao mười mấy trái cho đi Mỹ. Dạ. Đang giao mười mấy trái cho đi Mỹ. Mười mấy trái đi Mỹ hả? Dạ. Dạ, mua đi Mỹ nè. Cô mua gì Mỹ hả cô? Về Canada. Dạ. Chứ tôi nói chơi với anh đâu. Dạ. Ồ. Chuối nếp nướng có Việt kiều. Xuất khẩu về Canada. Dạ. Vậy là hôm nay mình mang đi luôn hay gì cô? À, bữa nay lên là mê vô rồi mốt có gì. Dạ, vậy mình giữ được lâu hả cô? Lâu được chứ, nên mình đang để hầm lạnh luôn hả? Để hầm lạnh ha. Dạ. Hầm lạnh xong mình về bởi mình đổ vô lò vi ba mình luôn. Dạ. Bên Mỹ không kiếm này đâu, Canada. Ở bên có hả? Bên đó có bán này không cô? Không. Không ha. Dạ. Dạ. Rồi cho đi luôn. Mình chạy xong ha. Thì là chưa chín. Vậy là chưa chín hả chú? Chưa đâu. Chưa ha. Vậy con cảm ơn. Lấy 2 trái. Dạ. Đừng lấy 2 trái. 2 trái bà không? Dạ. Không có chi đâu. 2 trái em quay, em đi đi, em quay xong em đi ra đi. Dạ. Cho nó chuối cho nó đẹp chứ còn bây giờ nó mới lên rồi. Dạ, chờ lâu ha chú. À, nó hơi lâu. Dạ. Bên đây là ốc nè cô chú. Ốc với lại hến nè. Đó. Dạ. Con đi quay chỉnh chợ. Dạ. Ở đây ít người đi quá hả cô? Có bữa vậy đó chứ ơi, có bữa dạ. Nhiều, có bữa. Thưa. Quên cái bà bán chuối kìa phải ngồi. Dạ. Cô bán chuối. Ngồi cái giò rất là đẹp nè. Dạ. Rồi gác chân rất là rảnh rang luôn. Dạ. Đó. Chuối già, chuối xiêm cô chú. Rồi, cô có bán trái thơm nữa nè. Đó. Dạ. Cái này là chuối bơm hay là chuối cao hả cô? Chuối bơm ha. Dạ. Dạ dạ. Con cảm ơn nha cô. Bên đây chị có bán bông điên điển nè cô chú. Đó. Dạ em xin quay xíu nha chị. Đây bông điên điển nè. Đó. Bên đây là rau ôm tím nè. Rau ôm tím thì có nhiều vị thuốc lắm cô chú. Hỗ trợ được nhiều căn bệnh lắm. Có ngó sen rồi nè. Bên đây chị bán mận mà hết rồi. Dạ. Rồi em cảm ơn nha. Khu chợ Cán thì đông hơn ở trên cô chú. Đó, bên đây thì cô bán ếch đồng nè. Rồi con xin quay mấy ếch xíu nha cô. Đây ếch đồng hả cô? Phía ngoài là ếch đồng cô chú. Dạ. 300 g. Ếch đồng có, ếch nuôi có ha. Ồ, mấy con ếch vàng nín luôn rồi cô chú. Rồi, cũng cảm ơn nha cô. Xuống đây là khu chợ cá nè. Đó. Đó, bên đây chị có cái mâm cá dễ thương quá. Chị ơi cho em xin quay mấy con cá xíu nha chị. Cho em xin quay mấy con cá xíu nha. Đây là cá lưỡi trâu nè cô chú. Thế là cá bóng. Đó, ngon quá. Lưỡi trâu với cá bóng. Bên kia thì chị làm cá lòng tông. Đó. Lòng tông này là lòng tông đá nha. Đây có măng nè. Em cảm ơn nha chị. Đây có măng nè cô chú. Có ớt hiểm. Có ốc bu nữa nè. Đây là ớt hiểm nè. Đây có cá đồng nè cô chú, cá lóc đồng rồi, bóng đồ. Dạ. 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 Dạ kênh Ống Kính Đó Đây. Vậy hả cô? Đây có cua nữa là cô chú. Đó, cua đồng. Đây đó An Giang này, Ống Kính Đó Đây hả? Dạ. Đây đó An Giang. Dạ. Bên đây là cá bóng đen với cái bóng dừa nè. Đây là cá lóc nè. Cá lóc đồng. Dạ. Đây là lương. Lương nó không phải lương đồng. Dạ. Nên nói lương đồng. Rồi cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn con ha. Đây khu bán cá này cô chú. Ở đây có cá sông, cá lồng tông luôn. Chợ này thì bán cá lồng tông nhiều. Đó. Chị ơi, thế nào chị? Cá bóng chị, cá rô chị. Ồ, đi chợ này thì đỡ phải thấy nắng hơn những khu chợ khác cô chú. Bình thường những khu chợ khác đi giờ này là đổ mồ hôi hết trơn rồi. Giờ này cũng đỡ hơn. Ở đây chú bán son nồi giá đâu nè. Tao đi nóng 10, tao nhơ 10, cái lượt dừa cũng 10. Cái gì cũng 10.000 hả chú? Ừ. Tối đó đó, em về em cứ bỏ tiêu vô lại quay thôi. Đó. Cái nào em? Chắc 10.000 chắc em theo. Cái này cái gì cũng 10.000 á cô chú. Nó được xịn nè. 4 lồng mình bán cho vào 5 lồng mà. Dạ. Cô bán vé số hả? Đó. À, chân cô bị gì vậy? À, dạ. Một ngày cô bán được mấy tờ? Dạ. À, cô ơi, con không mua vé số mà con gửi tặng cô phần quà 200.000 nha. Dạ, đây là số vừa hết mới hết gạo luôn hả con? Dạ. À, đây là phần quà của anh Tuấn với chị Thu ở Mỹ á, gửi hỗ trợ cho bà con của mình. À. Nhà nào cái gạo dạ. Cô có gia đình không? Dạ, được mấy người con cô? Dạ, rồi chú ông làm gì? Dạ. Dạ, chú cũng phụ đi bán hả? Bán dở lắm, bán không được, bán lẻ. Dạ, thì chú ở nhà nấu cơm nước. Rồi chúc cô bán mau hết nha. Chào cô. Dạ. Thì có quầy nước uống nha cô chú. Đó. Đây có cô bán xài nè. Cô bán hết rồi giờ cô đếm tiền. Dạ. Bán đắt quá rồi cô. Sáng 3 giờ bán được nhiêu tiền rồi cô? Dạ. Này xây nhà là xây cũng mua lại hả cô? Dạ. Bán lại vậy là 1 triệu 500-700 mà chưa tính tiền lời. Dạ. Rồi, cảm ơn con nha. Dạ. Đó, cô bán sắp hết rồi. Bán sắp hết rồi, xài ngon mà. Dạ. Bán còn ít mà không ai mua nè. Dạ. Đó. Giờ chợ còn sớm mà, chút xíu nữa cô bán hết. Ở dưới đây thì thấy cũng đông vui hơn, chút trên xíu. Ở đây có chị bán khô nha. Cho em xin vai khô xíu nha chị. Đây khô cá sặc bỏi. Hả? Dạ kênh của con là Ống Kính Đó Đây, kênh YouTube á, Ống Kính Đó Đây, Ống Kính Đó Đây, Ống Kính á, Ống Kính Đó Đây, Ống Kính Đó Đây. Dạ dạ. Dạ. Khô này là bao nhiêu ký đây chị? Cá loại 10 con, 11, 12 con, 220. 220. Ký rồi chị. Là cái loại này là 220 nha. Dạ. Đó. Này nhỏ hơn 170. Cái kia nhỏ hơn là 170. Thì lớn hơn 9 con, 8 con 250. 250. Đây có cá sặc cái đồng nữa nè cô chú. Đó. Có sặc thiên nhiên luôn á. Cái sặc này là nhiêu chị? Cái sặc đó là 250 kg. 250 kg luôn. Có cá chèn đó là. Trời ơi. 300. Ngon dữ nè. Quá là ngon luôn. Đó. Cô chú mà muốn ăn khô thì lại khúc đoạn giữa gặp chị mua khô cái sặc đồng nha. Cái này làm nhà bán không à? Dạ, khô cá trèn nữa nè. Đó. Ngon quá. Ăn lên luôn đi cho mình bán. Dạ. Đó. chị nói giá hết trơn rồi, cho nên là cô chú lại mua khỏi trả giá, khỏi hỏi luôn. Bán đúng giá luôn, có người lựa đó, bán vậy đâu. Dạ, em cảm ơn nhiều nha. Ở đây là bà con đi xuồng chạy liên tục ở đây luôn nè. Sông nước ở đây phải nói là xuồng ghe tấp nập luôn cô chú. Cũng gần giống như là ở Cà Mau vậy đó. Đó. Ở đây có chú đi chợ bán đồ về bây giờ về nè. Đó, bên đây là rau củ nè. Đó. Bên đây chị bán chả cá gần hết rồi. Mới thấy chị đếm tiền cái thấy chị giấu rồi. Này chả cá gì đây chị? Rảnh ha. Dạ, chị ướp tiêu là sẵn rồi nè. Em cảm ơn nha. Dạ. Bên đây bán sờ ghi rồi ha. Dạ. Đó. Bên đây mấy chị bán sờ ghi nè. Đó. Sờ ghi chín nhìn đẹp quá. Đó, sờ ghi chín của chú rồi. Đó. Sờ ghi này chấm muối ớt ăn là quá ngon luôn. Về sa ghi là dùng đất ở dưới Gò Công là trồng sa ghi nhiều lắm. Ở dưới đó Gò Công là sa ghi ngọt. Dạ, vậy này mình lấy dưới hả cô? Dạ. Dạ. Đây cô bán đồ điện nè. Dạ. Chào con, bye bye. Cảm ơn cô. Bên đây là cô bán đậu hũ nè cô chú. Đó. Con xin quay xíu nha cô. Đây có tương hồn nè. Đó. Bán đậu hũ mua vé số luôn. Ngày mai mà thấy cô không bán đậu hũ là biết rồi đó. Dạ kênh Ống Kính Đó Đây. Dạ. Dạ dạ. Con cảm ơn nha cô. Đó, bên đây thì cô bán đu đủ nè. Ở bên kia cô chú có thể thấy không? Mấy cô đi chợ về 4-5 cô đi trên một cái chiếc xuồng đò bơi bằng tay kìa. Ở đây vẫn còn đò tay thôi chứ chị. Lượt qua bao nhiêu tiền chị? 2.000 rồi. 2.000 ha. Dạ. Ủa, cái đó là cái đò hả? Là cái đò bơi, cái đò tay. Dạ. Đây cô bán đu đủ cũng đỏ lắm nè. Dạ hả cô? Dạ hả chị? Cô đây bán lâu nhất cái chợ nè cô chú. 71 tuổi rồi đó. Wow, cô 71 rồi nha. 71 cái xanh xuân hả? Xuân xanh chứ. Đó. Đây là cô bán cũng mấy chục năm rồi. Dạ, bán còn 17 tuổi bây giờ, 71 rồi đó là mấy ngàn. Lộn ngược lộn xuôi. 71, 17. Cảm ơn nha mấy cô. Rồi. Cô này dẫn thú cưng đi chợ luôn nè. Dạ kênh Ống Kính Đó Đây. Đây hai chị đi chợ ha. Bên đây bà con bán cũng đông lắm nè. Dạ. Ồ, bên đây mấy cô bán bắp nấu đồ này cô chú. Rồi ốc, hến đồ. Chào cô. Con xin quay xíu nha cô. Dạ kênh Ống Kính Đó Đây. Dạ Ống Kính Đó Đây. Dạ. Bên đây cô bán hến với ốc nè cô chú. Dạ. Này, ốc bu hả cô? Ốc bu. Đó, ốc bu cô chú. Hến với lại ốc đắng nè. Dạ, mùa này mùa hến hay sao á, con đi thấy bà con bán hến nhiều. Đây là rau nhãn lòng nè cô chú. Rồi, con cảm ơn nha cô. Chợ này còn dài không cô ha? Sắp hết rồi. Tuốt luôn. Dạ, tuốt đẳng luôn. Cũng dài á. Bên đây thì chị bán dao rồi nè. Đó. Bên đây bán cá ngon quá cô chú ơi. Để xin quay mấy cá xíu nha chị. Ồ, cá ngon nè. Đó. Cái này là cá nhét nha, với là cá phi. Cá sông không à. Đó. Bên đây là cá tèn với là cá lăng. Cô ăn gì cô? Cá gì con cô ơi? Mấy cá ngát này nhìn rất là ngon luôn cô chú. Đó, cá ngát cá lăng nè. Em cảm ơn nha chị. Cá gì đi chú? Bên đây cũng có cá sông ngon nữa nè. Con xin quay mấy cá xíu nha cô. Đây cá sông, cá lóc đồng không à? Đây là cá sủ, cá lóc đồng, đây là cá sông. Đây là cá sủ ha. Wow. Cá sủ quá lớn luôn nè. Đây là cá chạch nè cô chú. Đúng rồi, cá đó cá chạch. Bên đây là tôm. Ồ, tôm bự bự không à? Đó. Tôm xong luôn hả cô? Xong. Ồ. Vậy là tôm cái này là mình bán được nhiêu ký đây cô? Lớn vậy là 400. 400, vậy cô bán giá cũng mềm cô chú ơi. Nhỏ hơn thì 350, 300 cũng tùy theo cỡ gì đó. Dạ. Đây cá lóc đồng lớn nè. Ồ, tàu ơi. Có con cá bóng tượng lớn nè cô chú. Ồ, cá quá trời đã luôn. Thường mấy cá này là đưa vô nhà hàng không á? Đúng rồi, cá này cá sầm. Nhưng mà mình cũng bán ngoài cho khách nó mua chứ nào trên nhà hàng khách mua lên nó. Dạ. Đây cá sông, cá bóng tượng nhóc luôn nè cô chú. Ngon không à? Cá tai tượng ha, cá mè dinh. Đặc biệt mắc tiền nhất là cá bóng tượng. Đó. Cá bóng tượng chắc cũng mấy trăm hả cô? Cá lớn 400, cá nhỏ 350. Dạ. Vậy là con lớn hồi nãy 400. Cá này nhỏ hơn xíu là 350 nha. Đây cho cô chú xem lại con này. 400 ngàn một ký con cá bóng tượng. Rất là đẹp luôn. Đó, đi xuống dưới nữa cô chú ơi. Ở đây bà con bán cá không có tập trung ha. Không biết bên dưới có cá nữa hay không. Như ở đây có cô bán mắm nè, nhìn cũng rất là hấp dẫn nè. Cho con xin quay mắm xíu nha cô. Đó, ở đây là có ba khía nữa nè cô chú. Mày quay là kênh gì vậy? Dạ kênh Ống Kính Đó Đây. Ống Kính Đó Đây. Dạ. Đây là mắm cá chốt nè. Mắm cá chốt. Ủa cái này ăn sống cái gì mình trộn hả cô? Cá chốt người ta trộn rồi rồi đó. Dạ. Là về là ăn sống. Ví dụ mình ăn ngọt thì mình thêm miếng đường, miếng chanh. Dạ. Còn như đó là làm tỏi ớt rồi. Ăn sống ha. Ăn sống. Còn cá linh thì kho. Dạ. Hoặc khi sữa trộn ngọt. Dạ. Đây là cá linh. Đây là cá lóc nè. Đây là bánh tí sữa trộn rồi. Tí sữa là bá tí còn non đó hả cô? Sữa còn non á. Dạ. Cô ở đây con thấy có ngôi nhà cổ phải không cô? Hơn trăm năm rồi. Có ai là chủ không cô? Có chủ không? À là ở trong nhà cổ này. Nhà cũng đẹp quá ha. Đây là cô chú quay cho cô chú coi cái không gian nhà cổ nè. Đó. Đây là một góc của nhà cổ. Này, mắc cây mình quay không hết được cô chú. Có gì cô chú nhìn hình ảnh ngôi nhà cổ trên cao ha. Dạ kênh Ống Kính Đó Đây. Dạ. Tại tiêm vaccine nhiều quá. Dạ. Dạ. Bên đây có hai cô bán nấm rơm nè. Em con xin quay nấm rơm chứ nha cô. Quay đi. Quay cho tao lên đó, chỗ nào đâu cho anh chồng đó thấy bán nấm rơm. Chú ở đâu cô? Con ở Tân Phú. À. Chú ơi, quay cho chú ở nhà không thấy bán nấm rơm ăn. Ông nói à, bữa hổm á thấy người ta quay bán nấm rơm mà tôi không thấy ông. Vậy quay cô nhiều ha. Rồi. Đó. Đứng lên nữa nè coi. Thôi ngồi được rồi nè. Dạ. Dạ. Đây nấm rơm. Ngon quá. Này mình lấy lại ở nhà cô. Này của nhà chồng. Nhà chồng luôn. Ừ. Dạ. Hai người lặt luôn. Lặt tiếp thôi chị, phải lặt tiếp. Dạ. Rồi con cảm ơn nha. Đài nào biết lặt mày? Dạ kênh Ống Kính Đó Đây. Bên YouTube nha cô. Trên YouTube hả? Bên YouTube á. Dạ. Dạ, đây có cam nè. Đó, khu chợ dưới đây giờ đông lắm nè cô chú. Chợ giờ này đông rồi, bà con đi chợ đông rồi. Ở đây có mấy cô bán cũng cá nè, rồi hến nữa, rồi heo quay nữa. Bên đây là rau. Dạ. Dạ kênh Ống Kính Đó Đây. Dạ. Đây cô còn hai con tôm sông nè. Đó. Này tôm bắt dưới sông luôn hả cô? Tôm bắt dưới sông, tôm sông luôn. Thì cái này mình bán được nhiêu ký đây cô? Bán được 270-280 ký. Dạ, cũng có giá. Tôm sông mới mắc tiền chứ tôm nuôi là cái này rẻ lắm. Còn trăm mấy à? Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Đây cô bán heo quay. Hả? Ngày bán được mấy con heo quay cô? Con một à? Ngày bán 5 con luôn. Dạ. Dạ. Nhiêu một ký cô? 150 à con ơi. À rẻ quá, 150 một ký à. Ngon quá. Rồi, con cảm ơn nha. Đây có mấy cô bán tiêu tỏi rồi nè. Còn đây bán gương sen, bán bánh cúng hả cô? À. Đây bánh cúng cô khui ra nè. Đó giờ con mới thấy bánh cúng là khui ra. Cái này là bột mình nhồi vô sao con? Dạ. À vậy là có vị ngọt béo béo. Dạ. À, Đây cô bán ngồi đây mát quá, mát luôn. Cúc ngoài kia hay nắng. Ở đây có ngó sen nữa nè cô chú, gương sen chứ. Dạ. Rồi cảm ơn mấy con nha. Dạ. Rồi quay chị đang, chị Quánh à. Dạ. Ở đây như có cái ghe khóm nè cô. Ừ, có cái ghe khóm đây nè cô chú. Đó. Không biết ông chủ bán khóm ở đâu rồi ha. Đây. Nguyên một cái ghe khóm luôn. Ai cô? Chú bán khóm hả? Dạ. Khóm mà có hai cái võng ở dưới ghe kìa cô chú. Đó, bây giờ nằm võng xuống cái là lý tưởng luôn. Gió rất là mát luôn nha. À, cô nói là mấy bữa nay mới đông hả cô? Đúng rồi, bữa nay chủ nhật mới đông thôi. Còn mấy bữa ngày thường mưa đó. Dạ. Mà theo con thấy cũng không có đông lắm nè, cũng lai gai à. Dạ. Đấy lắm hả cô? Dạ. Cô nói người ta hết tiền mua đồ ăn rồi. Dạ. Với lại bây giờ mình không có công nhân, không có đi làm được nè. Trái cây không có xuất khẩu được. Rồi ba cái xoài kìa, 5.000 kg, 10.000 3 kg. Hôm qua con đi chợ An Hữu á, là chợ đầu mối trái cây á, xoài có 2.000 kg, 500 đồng kg có luôn. Là từ bé nó nói đi chợ An Hữu á, chợ đầu mối có 2.000 kg xoài, 5.000 người đây nè con có. Dạ dạ, thôi con đi. 5.000, 2.000 kg nữa Tư. Dạ. Xoài á. 2.000 là xoài Đài Loan á, trái bự. Đài Loan á. Dạ, có 500 nữa. Dạ. Thường bà con mình qua bển mua cái đem về đây bán lẻ đó ha cô. Không được, bán được nhà đó. Dạ. Không ai mua cho nó thôi, bán lẻ ghê. Đây bán của nhà luôn, không ai mua luôn. Đây là cô bán đa năng luôn nè cô chú. Rồi bán khoai mỡ. Rồi bán khoai luộc nè, đó. Khoai sống. Còn khoai sống nữa nè. Rồi cải bằng dưa nè, đó. Chị có được á. Bể. Dạ. Đây là bí gợ nè, đó. Chả cá nè. Rồi khổ qua gừng nè, đó. Có trình thấy không? Bán được cái gì chưa ha? Chưa. Gì bán gì đó Cưng. Dạ. Bà đó bán gì đó Cưng. Rồi con cảm ơn nha cô. Rồi. Nào, có chỉ 30.000 sắp đi rồi bán hỏng đó luôn. Đây mấy cô bán vàng ngoài lộ nè. Đây có bán dừa đồ nè cô chú. Đó. Dừa uống nước. Quá trời rồi bà con ơi. Quá ế luôn hả cô? Ế tại hệ luôn. Dạ. Đây mấy cô bán rau nè, chuối rồi. Dạ. Đó. Con xin quay xíu nha cô. Dạ. Con xin quay phim xíu. Dạ. Tự nhiên. Dạ. Đây cái quầy bán của cô ngồi ở đây mát lắm nè. Dạ. Có gió nữa. Có gió này nè. Tưởng gió Đà Lạt cho vô. Như Đà Lạt cô. Rồi, cảm ơn cô nghe. Rồi. Dạo này bán đỡ không cô? Cũng được, ngày bán cũng hơi đỡ. Dạ. Mấy ngày dạ. Ngày thường thứ hai là người ta đi chợ nhiều không cô? Ngày đó là ngày đầu tuần. Dạ. Ngày buổi chợ sáng này chắc là chiều. Dạ. Cũng làm về đó. Dạ. cũng nhộn nhịp rồi cô chú. Ở bên đây đông quá, giờ kẹt xe rồi. Có gì lựa đi. Phụ mẹ bán rau hả em trai? Đứng thấy mà mắc cỡ thì che mặt nè. Để cho dọc sáng này lại đây nè. Rồi đi qua đây cô chú ơi. Đây cũng có hộp gà, hộp vịt đồ. Phải nói chợ này rất là dài luôn. Đi giờ mới sắp hết chợ rồi nè. Hộp bự em nha. Trên đây thì có dễ bán nha. Bán ổi nè, bán xoài đồ nè cô chú. Dâu đồ. Đây là cô bán áo với khăn đồ. Bà banh cây chảng luôn. Ở đây cũng có một cái bến sông nè cô chú. Chỗ này có bậc thang để cho xuồng ghe đậu nữa nè. Gió ở đây mát quá. Ở đây có cái xuồng bà con đặt cửa ngục xong cái đậu ở đây bán cá. Đó. Có chú nằm dưới xuồng ngủ rồi kìa. Giờ này mình nằm dưới xuồng ngủ gió mát ha. Đó, ngủ ngon lắm. Đúng là không gì bằng cảnh sông nước miền Tây cô chú. Có sông nước, có gió mát. Rồi mình đi tiếp nha. Đây, ở đây cũng chị bán khô đồ nè, đầy đủ các loại khô luôn, nấm rơm. Bên đây thì chị bán khóm, khoai mỡ đồ nè, đó. Khoai này gâu nhiều quá hả chị? Dạ, khoai này chắc người ta mới đào. Dạ. Khoai này khoai vườn mới đào. Dạ. Hình như cái giống này giống khác quá, ngộ quá. Yeah. Đó, đây cô bán bí đồ nè. Đó. Trên đây là trái cây, xoài, mận đồ. Đó. Dưới đây có cái dừa trái cây nè. Đó. Dừa trái cây, xoài đồ. Bên đây có mận trắng đâu nè cô chú. Mận trắng, mận An Phước. Rồi xoài. Ồ, mùa này xoài nhóc luôn. Những cái ngôi chợ ở Đồng Tháp là xoài nhiều lắm. Dưới đây là bán rau cô chú ơi. Tới đây là hết chợ rồi nè. Tới đây là hết chợ ha. Mình rẽ trái để đi ra con đường lộ ở bên hông của chợ. Nhưng mà bây giờ mình đi ngược trở lại cái khu bên phía bên đây mình chưa đi, đông lắm cô chú. Rồi đi vô chợ tiếp cô chú. Đi ngược trở đây mình rẽ phải nha. Chợ Cái Tàu Hạ thì ở bên Đồng Tháp, chợ Cái Tàu Thượng là ở bên An Giang. Bên đây có cốc rồi ổi nè. Đó. Có dâu nữa. Mùa này là có dâu rồi. Dạ. Dâu này chua chua ngọt phải không cô? Dạ. Cái này bao nhiêu ký đây cô? Lấy cho con ký đây cô. Có mình con à. Không có rễ ăn ha. Dạ. Này dâu đầu mùa hả cô? Dạ. Dạ, ký thôi. Còn ký nhiều dữ thần vậy trời. Ủa, ở bên kênh con bên nào? Dạ kênh Ống Kính Đó Đây. Dạ Ống Kính Đó Đây. Kính Đó Đây nha. Dạ. Này đâu có ít nên mới đây không? Dạ con mới lại đây luôn à. Dạ. Đây là mận gì vậy cô? Đá đường hả? Dạ không. Có mình con à. Rồi cảm ơn con nghe. Rồi giờ quay lại đi vô bên trong cô chú ơi. Khu vực ngã ba này giờ kẹt xe rồi. Trong đây thì bán dừa đồ. Trong đây hơi tối chút xíu nha cô chú. Đây bán hột gà, hột vịt đồ nè. Đó. Bên đây thì có chào chị. Đây chị bán bún đồ nè cô chú. Bên trong đây bà con đi chợ đông không chị? Dạ. Đây, bên đây bán dưa kiệu. Đây chị này bán dưa kiệu nha. Cho em xin quay xíu nha chị. Đây, dưa kiệu làm dưa trong mấy cái hũ keo nè. Dạ. Còn đây là khô ha, đồ chai hả chị? Khô hả? À, đồ chai. Nhìn giống con khô quá. Khô lưỡi trâu. Dạ. Đó, khô đầu chai đó cô chú. Dạ. Làm bằng tàu hũ ki. Rồi em cảm ơn nha. Bên đây thì cô bán bánh nữa nè. Đó. Tí sữa đậu nành đồ. Chào cô, hôm nay bán được không cô? Dạ được. Dạ. Đây chắc cô bán lâu hả cô? À. Đây có cơm rượu nữa hay gì nè. Dạ, có bánh canh bột nữa nè cô chú. Bánh bò. Dạ. Có xôi vị nè. À, bánh chưng nữa. Rồi, con cảm ơn nha cô. Bên đây là những cái gian hàng bán đồ gia vị nè cô chú. Nấm khô, rồi bún, rồi tương cà, tương ớt, nước mắm, nước tương đồ. Ở bên đây là gian hàng đồ chai. Ở đây là trong những cái sạp, trong đây gọi là mấy cô bạn hàng đó, cho nên là những cái sạp này người ta sẽ bán nguyên ngày luôn. Còn cái khu bờ sông mình đi á, là bà con chỉ bán một buổi sáng thôi cô chú. Đó. Đây cũng có rau củ đầy đủ luôn. Ở đây là những cái sạp thịt heo nè. Dạ. Dạ kênh Ống Kính Đó Đây. Dạ ở đây mấy cô bán rau củ ha. Dạ. Chợ hôm nay chủ nhật bán được không mấy cô? Dạ. Dạ. Bán không được như lúc trước nữa. Dạ. Cà đồ cũng rất là tươi nè cô chú. Chua đồ ha. Dạ, rồi em cảm ơn nha. Bay cô bán dừa khô rồi nè. Dừa khô, củ quả. Dạ. Cái này mình dắt rồi ha. Đúng rồi, cái này chưa dắt, nào ai chưa mua dắt mới dắt. Dạ. Đúng rồi, nào ai mua mới dắt. Dạ. Nó mới ngon. Dạ. Rồi, em cảm ơn nha. Bên đây là mấy cái quầy thịt heo nè cô chú. Đó, thịt heo thì mình đứng xa xa thôi, không có đứng gần được. Đây cô bán bánh chè đậu hũ mà cô ngủ luôn rồi nè. Vắng quá cô ngủ gục luôn rồi. Để mua ủng hộ cho cô đi. Cô ơi, buồn ngủ hả cô? Buồn ngủ à? Dạ. Con mua mỡ hàng lại cho cô hết buồn ngủ nha. Bán rau câu đi cô. Rau câu á. Này rau câu dừa phải không? Cái đó rau câu dừa, này rau câu dừa nè. Dạ rồi cái này là rau ua. Thôi ăn rau câu dừa đi cho mát. Nhiêu bịch cô? Cái này hả? Dạ. Dạ. Thôi cô bán đúng giá đi. Này đó 13. Dạ. Cái này lạnh hết lạnh rồi đó đi bán chợ hết. Dạ. Thấy bán chậm quá ngồi buồn ngủ luôn hả cô? Ồ. Nấu chè nè. Mấy giờ là cô thức rồi? Thức hôm đầu hôm 11 tới 11 giờ. 11 giờ mấy người. Giờ làm vua nè. À. 1 giờ thức nấu này. Rồi. Nấu xong là đi bán luôn hả? Tối mấy giờ là cô ngủ? Dạ. Rồi cảm ơn cô. Trời ơi ngủ có 1 tiếng mấy à. Rồi hồi bán về mới ngủ à. Rồi cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ được rồi cô, con đi hồi nó chảy à. Dạ không được để đi để, cô để đi tại con còn đi quay nó chảy đó, con chưa ăn được. Dạ. Dạ ua là cô làm luôn á cô chú. Dạ ua rồi cái này là màu gì cô? Cái này chè. Chè ha. Dạ. Dạ. Cô làm bọc nhỏ nhỏ vậy để người ta bỏ tủ lạnh cho đông đá đúng không? Dạ. Cô làm rất là khéo tay nha cô chú. Đó bên đây là nấm rơm rồi nè. Đây là những cái quầy hải sản nha, cá đồ. Chị này bán rau ha. Chào chị. Nói chị á vô hình đẹp lắm. Chị đó nói á. Hôm nay bán được không chị? Dạ. Đi ra bên đây á, buổi sáng là có những cái quầy bánh ở đây nè cô chú, nhưng mà bây giờ trưa rồi thì mấy cô bán bánh rất bán hết rồi. Rồi bây giờ đi ra phía bên ngoài đây nha cô chú. Ở trong đây thì hơi tối. Hôm nay là vô mùa dâu rồi cho nên là những ngôi chợ này cũng nhiều cô bán dâu lắm. Đây là đậu nè cô chú. Cái này đậu về người ta nấu ăn. Ra ngoài đây thì nắng đây. Giờ này ra phía ngoài đây nắng nè. Đây là cái khu chợ Chòm Hổm ở bên hông chợ ha. Khu này thì không có nằm ở trong kế bờ sông. Khu này nằm trong cái đường nội ô bên trong chợ. Rồi, mấy cô ngồi ở đây thì hơi nắng nóng. Ngồi đây nắng nóng hả cô? Nắng quá. Dạ. Khu đây là khu chợ vườn hả cô? Dạ. Ở khu Bà Kè dưới là cũng chợ vườn hả cô? Dạ. Ở dưới Bà Kè hết chỗ ha. Đó, nắng nè, cô lấy đồ cô che mấy trái xoài lại nè. Đây có khóm đâu nè cô chú. sờ ghi đồ. Ở đây cô đang gọt khóm nè. Chào cô. Con xin quay xíu nha cô. Cho con xin quay phim xíu nha. Dạ. Đây cô bán cái sờ ghi này, phải sờ ghi không cô? À, cái giống gì mà sao nó màu sậm á cô? Màu sậm là nó chín quá, còn ngoài trước thì nó chưa chín đâu. À, con tưởng đâu cái loại sari mới. Đó bên kia đó, dạ. Cái giống mới vậy. Bên kia nó chín nhiều quá nó đậm. Đó, cái này chín vừa tới nè cô chú. Quay cái này là gửi cho bạn hả chị? Bạn gì bạn đó. Dạ con đăng lên YouTube á cô. À, đây khóm nè cô chú. Đây cô đang gọt khóm nè. Hôm nay chủ nhật bán đỡ không cô? Đây bán chậm rồi. Hơi chậm hả? Nó nói không được cái gì hết. Dạ. Đây cô có bán cái thơm tây nữa nè. Đó. Đây nè, cho con cầm thử nha con. Đây, cây thơm. Ủa, giờ này còn đi ra nữa đó không? Đây, cái thơm rất đẹp luôn cô chú ơi. Đó. 50 kg hả? 10 ngàn hả? Đó, nhìn đẹp không? Này là vừa chín tới luôn nè, màu rất là đẹp. Đây là mấy cái rễ chanh nè, để nấu uống mát mùa nóng nè. Lúc nãy đi khu vực bờ sông á, thì gió rất là mát. Mà ra tới đây là con lại tiếp tục đổ mồ hôi. Ở dưới sao mát lắm phải không? Dạ, đường dưới đi không có bị đổ mồ hôi. Đây mấy cô bán chè đồ giờ cũng sắp hết rồi. Đây là đồ lẩu tay heo hả cô? Gỏi hả cô? Gỏi dưa đầu heo. Đây. Đây có chả lụa nữa nè. Ôi, chả đầu heo rồi nè. Lấy ai đi tặng em, lấy ai đi tặng nữa. Cô cũng có bán rau câu rồi nè. Chả không, còn khúc luôn đi, ngon lắm. Chả mới không đó, ta đã chưa bán được. Đó. Buổi sáng ở đây người ta bán bánh đồ nhiều lắm hả cô? Nhiều, sáng mình ra cô đây. Dạ. Tại sáng con đi đường kia. Dạ. Dạ con đi quay phim. Đây cô cũng có bán khóm rồi nấm gom rồi nè. Đó. Dạ. Bắp sống đồ. Đây đây bắp Mỹ sống hả cô? Bắp Mỹ sống. Dạ. Đây nấm rơm đồ nè. Con cảm ơn cô ơi. À, bên hông đây thì cũng có chỗ giữ xe nữa nè cô chú. Mình có thể giữ xe ở đây để đi vô chợ. Có nhiều đường. Ở đây là những khu ăn sáng đồ nè. Đó, bên đây là cái con đường bên hông, đường DT 854, khóm Phú Mỹ Hiệp, thị trấn Cái Tàu, Châu Thành, Đồng Tháp. Đối diện bên kia có mấy chú chạy xe ôm nè. Chỗ này bà con ở đây đi chợ không có gửi xe, đậu xe ở đây luôn à, đi chợ. Hướng này là mình đi thẳng là đi ra đường quốc lộ 80 nha. Đó. Ở đây có chú bán nước mía nè cô chú. Mùa nắng này thì uống nước mía rất là mát. Chào chú. Cái khu vực trái cây á, là mình đi thẳng về phía trước ha. Khu nhà lòng trái cây hướng bên kia. Đây là của chú. Ở đây có một chú đưa đò. Thì con quay chiếc đò của chú xíu nha. Đây nè cô chú. Ở đây chú đưa đò bằng dầm. Đó. Dạ. Sao mình không làm cái chèo đó dễ chú? Tại vì đi qua đó có chèo nó gần ha. Dạ. Đó, chú đưa đò. Ở đây nhưng chỉ có một mình chú đưa hả? Dạ. Mình đưa ở đây được bao nhiêu năm rồi chú? Dạ. À, mỗi một lần qua đòi là bao nhiêu tiền nghe chú? Dạ có 2.000. Dạ, quá rẻ luôn. Có 2.000 vậy nè. Dạ. 2.000 đồng một lần một người. Cái xuồng chú nhỏ xíu hồi nãy con thấy chú chở 3-4 người luôn, rất là hay. Không có sao, đây qua đó đó. Dạ. Tại vì sông mình nhỏ. Với lại bà con sông nước ở đây ai cũng đều biết bơi ha. Dạ. Đây là cái xuồng của chú chắc cũng lâu năm hả chú? Vậy là ở nhà đâu có làm ruộng hay chú? Dạ, dạ, không có đất vườn. Không có đất vườn luôn. Rồi bà xã chú làm gì? Dạ, không có. Không có bà xã luôn hả chú? Không. Vậy là chú sống với ai? Dạ, sống với bà chị à. Dạ. Dạ, thì sống với bà chị. À, chị chú là làm cái có làm gì không? Không, lỡ tuổi rồi. Dạ. Chú năm nay là mấy mươi rồi chú? 52 tuổi rồi. Dạ, chú 52 tuổi rồi. Dạ. Rồi chị chú là chắc cũng ngoài 60. Dạ. Là vậy là chú chỉ đưa đò vậy là để sống thôi hả chú? Chứ đâu có, mình giờ mình đi làm tao đâu có mướn. Dạ. Tao không có mướn. Dạ. Nhà chú mé bên đây ha với bên bển. Bên sông. Dạ. Ở phía sau. Cũng ở đất đậu người ta thôi. Dạ. Sao hồi xưa chú không lập gia đình? Mình không có duyên không có lợi. Dạ. Cũng có quen người ta rồi người ta không thích mình thôi. Dạ. Bây giờ là chú đưa đòi để nuôi chị cô chú. Một buổi sớm vậy là mình kiếm được bao nhiêu tiền đò chú? Kiếm 100.000 trở lại rồi kiểu dạng như đủ ăn thôi. Dạ. Chứ không có dư giả gì. Dạ. Không có cái giả. Dạ. Chú ơi, hôm nay có duyên gặp chú đây á, con gửi chú phần quà 200.000 nha. Dạ, cảm ơn. À, đây là số tiền của anh Tuấn với chị Thu ở bên Mỹ. Dạ. Gửi để hỗ trợ chia sẻ cho bà con của mình, tiếp dạ. Chú trong cuộc sống nha. Dạ. Dạ. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ. Chú đưa đòi chú biết bơi không? Biết chứ, không biết bơi đâu đưa nào mà không. Dạ. Tại ở đây chứ không thấy, tại không tin chứ anh qua bển coi nhà cửa. Dạ. Cũng ở gấp đậu người ta. Dạ. Ở đậu luôn hả chú? Chứ mình đâu có tiền đâu mà. Dạ. Có tiền đâu mà cất nhà. Dạ. Không phải lo có đủ ăn mà là bớt rồi. Dạ. Chưa tiền đâu mà tới cất nhà. Dạ. Rồi cảm ơn chú nha, chúc dạ. Chú nhiều sức khỏe. Dạ. Ở đây có chiếc giỏ người ta đi thu mua tôm hay gì nè. Người ta đi giống đi thu mua hải sản đó chú. Dạ. Dạ. Tại đây thấy qua cái nhà ở quận Châu Thành. Rồi cô chú anh chị và các bạn thân mến, bây giờ là 9:30 sáng rồi cô chú. Chợ hôm nay cũng khá là vắng luôn, mới 9 giờ nhưng mà hết người đi chợ rồi nè. Hết rồi không còn ai đi chơi á. Mấy cô hôm nay là ế te tua luôn. Ừ. Dạ. Quá trời dân cổ rồi. Đây đưa lên đi. Hôm nay ế te tua luôn hả cô? Ừ. Dạ. Người tâm thần với một đứa cháu nội mà bây giờ cũng té bị gãy xương chậu. Ở đâu cô? Vậy đó con có sản giúp nữa không? Cô đó ở đâu? Ở ngoài vàm nè con đi không? Bây giờ cô ba xe cho con đi. Con có xe máy mà. Xe máy hả nè? Chạy xuống dưới chùa hỏi nhà dì Sáu đâu là giờ bà đang bệnh viện là trở viện biết trở viện chưa đặng bó chứ không có tiền mổ 60 triệu lần. Tại đó. Ừ. Mình nghèo lắm chứ một đứa tâm thần. Chị hả? Ừ. Cô đó mấy tuổi rồi cô? Đi có mấy tuổi đi bán vé số, thì ở đây là nhà hiện nay là ai cũng đi góp cho những cái chơi. Dạ. Con ơi, làm ơn tí đó đi. Cô chở con đi đi. Cô chú anh chị các bạn thân mến, hôm nay khi mà quay chợ Cái Tàu Hạ đó, thì bà con ở chợ chia sẻ một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt ở gần bên chợ Cái Tàu Hạ luôn nè cô chú. Thì em thấy cũng rất là đáng thương, nên vô đây chia sẻ một một cái câu chuyện của người cô ở đây như thế nào ha. Mời cô chú anh chị mình cùng vô trong nhà và trò chuyện với gia đình. Dạ, con chào chú nha. Em chào chị. Chị tên gì chị? Em tên Thùy. Dạ, đây là chị Thùy ở ngoài chợ nè cô chú. Chị Thờ, chị Thùy dẫn mình vô đây để gặp một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Dạ, con chào cô. Dì đây là dì Sáu bán vé số á anh. Dạ. Chào dì Sáu. Té đau quá. Cô bị té hả? Bị té gãy xương. Ôi ôi. Dạ. Đây nè cô chú, cô té mà bây giờ phải nằm nha. Mấy bữa rồi không có ngồi được, lăn lộn gì cũng được. Dạ. Nằm nghe trừ vậy. Chú ơi, chú lại đây, nó lại đây nói chuyện với con với. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Năm nay là 83, trong giấy ở ngoài. 83 ở ngoài. Dạ. Trong giấy thì 82. Ngồi đi em. Dạ. Thì cái nó gãy chỗ nào cô? Gãy với cái xương chậu. À, xương chậu hả? Con tưởng đâu cái ống quyển. Cái nó bó lại nó đừng có động lại nó đau. Dạ. Nó bác sĩ bó. Ừ, cô đang ở nhà này là của ai? Nhà này có còn thằng con trai thứ hai. Dạ, là vậy thì chú này hả? Ở đây này chú. Nó bị tai biến năm ngoái này rồi. Chú ngồi đây đi, chú ngồi anh niệm nè. Chú đây là con thứ hai của gì? Của bà cụ. Dạ. Chị thì chia sẻ cho bà con cô bác biết về cái trường hợp của bà đi. Dạ, thì em biết dì Sáu là từ đó giờ dì Sáu bán vé số ở chợ rồi, dĩ cũng hiền lắm. Từ đó giờ cũng buôn bán đồ vất vả ngoài chợ, nuôi một người con trai bị bệnh như là dạng như tâm trí não á, cũng mấy chục năm rồi. Rồi với một đứa cháu nội là mẹ nó bỏ đi. Rồi con cái người cha của cháu nội á, của bà thì mất rồi, mất cũng mười mấy năm. Thì em chỉ biết vậy mà. Thì hổm giờ thì ở chợ người ta cũng quyên góp giúp đỡ dì Sáu chút đỉnh. Mà giờ lên ca mổ là 50-60 triệu, dì Sáu thì không có tiền mổ. Thôi về mấy bó thuốc nam như là bó được tới đâu hay tới đó đó. Cũng mang ơn mấy anh chị ngoài chợ giúp đỡ được một mớ nào. Bữa giờ nằm bệnh viện nào chị? Dạ, nằm bệnh viện Sa Đéc. Nếu bác sĩ kêu mổ là mổ bệnh viện Sa Đéc hay bệnh viện Sài Gòn? Cái đó thì em không gành, em chỉ mới nghe phanh thôi à. Giờ anh ra cho cậu Hải, con ra con biết cái vụ này, con ra nói chuyện. Bữa giờ ai nuôi bà? Thằng đó nó đi nuôi đó con. Em trai lại chia sẻ được không em trai? Em ngồi đây không đi. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Giấy 24. Em tên gì? Tên Hải. Tên Hải ha. Bữa giờ em đi nuôi bà nội hả? Dạ. Rồi thì tình hình bà nội như thế nào rồi bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói bị gãy xương chậu đó. Xong rồi bác sĩ nói bà già quá rồi, bây giờ có chuyển lên tuyến trên mà xét nghiệm ra có bệnh nền hoặc là bị này bên kia cũng không có mổ được. Giờ thì bác sĩ kêu là về điều trị bảo lưu, là mình về mình điều trị chăm cho bà thôi. Rồi mình bác sĩ không có kêu đi bó này bó kia, nhưng mà cái này mình tự bó đi. Đúng rồi, thuốc nam mình tự bó ha. Có nghĩa là bác sĩ nói bây giờ mà mổ cũng nguy hiểm hả? Cũng nguy hiểm, tại bà già quá rồi, xương đồ bà cũng yếu. Nên bác sĩ nói bây giờ có chuyển lên tuyến trên, người ta cũng xét nghiệm ra có bệnh nền hay là bệnh gì mà ta cũng không có mổ đâu. Chứ bình thường là bà nội có bị bệnh nền gì không hả? Em cũng không biết nữa, thì nghe nó bà nói nó không bệnh tiền. Rồi bây giờ mình đi đắp thuốc nam thì có tốn tiền không? Có, bà dì bác kêu là ông thầy nào trên Sa Đéc á đưa cái phim cho bà rồi, bà đi chảnh bà đưa cho ông đó coi, xong rồi nữa dì đã mời ông thầy đi xuống đắp giùm. Chứ giờ bà đi không có được. Như vậy là bác sĩ nói cũng khả năng mà mổ cũng khó hả chị? Bây giờ cô có muốn mổ không? Mổ mà điều kiện con không mổ không được nữa, bệnh viện nó không nói. mình tiền bạc không có. Tiền bạc không có hả? Ừ. Dạ. Hồi hôm bữa sao cô bị té hả cô? Chị đi chợ cái thèm một chút xíu rồi té. Dạ. Là ở ngoài chợ hay là ở nhà mình? Dạ, ở nhà dưới bên, ở dưới bên. Dạ. Đi dưới bên. Dạ. Bữa giờ bao lâu rồi cô? Bữa 13 mình. Dạ. Hôm nay cũng 6 ngày á. Hôm nay 17, 18 rồi. 6 ngày rồi, của hai tay. Dạ. Rồi nó té đây. Vậy là nằm bệnh viện bữa giờ cũng được có mấy bữa ha? Nằm bữa đó trời về được hôm qua. Dạ. Hôm qua bác sĩ cho về, bác sĩ bảo cũng nằm trên đây cũng nằm vậy thôi. Ừ. Chứ không có làm gì thì về chăm cho bà. À. Bình thường em có đi làm gì không Hải? Em mới hết kẹo Bình Dương mới về. À, trước giờ em đi làm công nhân Bình Dương ha. Dạ. Nghe à. Cha ông bị tai biến không về được mấy tháng. Chú này cũng mới bị tai biến cũng vừa hết hả chú? Dạ chú bị tai biến dạ. Cả năm nay rồi. Vậy là bà phải đi bán giấy số rồi nuôi cái chú mà bị tâm thần ở đằng trước hả? Tâm thần nó như đứa cháu nội. Dạ. Cha nó chết rồi mẹ nó chôn bỏ lại. Cháu nội mấy tuổi rồi bà? Bỏ đi đó, nó còn bú sữa như ăn cháo. Dạ. Bây giờ bé được mấy tuổi? Dạ được 13 tuổi rồi. Dạ. 13 tuổi nó cho đi học dạ. Lớp 7. Dạ. Bây giờ bà có mong muốn gì không? Dạ. Bây giờ bà có mong muốn gì không? Giờ gì không biết tính sao mà còn lại. Dạ. Ví dụ giờ bà có muốn đi bệnh viện hay là như thế nào không? Mình thấy đi bệnh viện nó nói vậy đó rồi mình biết còn đi được. À, họ có kêu mình chuyển lên Sài Gòn không? Nó không có kêu. Dạ. Họ kêu là về là nằm thấy mình điều... nghèo hay sao không biết. Dạ. Với lại chị thấy già rồi. Dạ, lớn rồi với lại bác sĩ cũng thấy không có tiền cho nên bác sĩ có thể là khuyên mình về nằm dưỡng. Dạ. Nếu mà có tiền thì chắc bác sĩ cũng có thể gợi ý mình đi lên Sài Gòn. Dạ. Giờ nó đau không bà? Đau dữ không? Dạ đau dữ lắm, cái giò bây giờ ngồi không có được. Dạ. Mà nghiêng qua nghiêng lại, giở giò không có lên, nghiêng cho nó cứng ngắc. Dạ. Có cái giò này cử động được, còn giò này nghiêng không nổi. Dạ. Không có giở giò lên. Dạ, đi vệ sinh cũng rất là khó. Khó khăn quá con ơi. Bữa giờ là chăm sóc bà nội như để đi vệ sinh rồi Hải chăm sóc hết ha. Dạ. Bữa giờ có mua miếng tả ở bên bệnh viện á thì hỏi cho bà mặc quần thì có miếng tả đút vô xong rồi lấy ra đút vô lấy ra. Ừ. Chứ không còn cách nào chứ để cái bô vô vẫn đau lắm. Ừ. Chắc bà về chắc Hải đâu có đi làm được nữa. Đâu bữa giờ đâu đi đâu. Ừ. Bữa em đang đi lãi bên Gò Tháp á, nghe cái chạy về đường về hư xe về kìa. Bây giờ chưa sợ, giờ chăm bà tới vợ luôn. Bà thứ mấy con quên rồi? Dạ thứ 6. Dạ bà Sáu ơi, dạ. Hôm nay có duyên khi đến chợ Cái Tàu Hạ đó thì bà con ở chợ dạ. Dẫn con vô đây dạ. Cũng nghe câu chuyện của bà cũng rất là đáng thương á. Và con hy vọng qua video ngày hôm nay thì cũng có nhiều cô chú có thể có duyên để hỗ trợ cho bà tiếp nữa. Dạ. Ngày hôm nay thì con ở đây con có phần quà là 800.000 con gửi hỗ trợ cho bà dạ. Trước mắt ha. Dạ. Phần nào khó khăn cho gia đình mình. Dạ. Dạ. Đó. Đó. Rồi chú đại diện nhận đi dạ. Thì để lo cho bà ha. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn em. Dạ trong 800.000 này á chú dạ. Thì trong đó có 400.000 đó là của anh Tuấn và chị Thu ở Mỹ yeah. Đó. Còn 400.000 còn lại đó là chú Cường ở Canada yeah. Đó. Còn ở đây con tiền của con gửi hỗ trợ thêm cho chú 200.000 nữa yeah. Là cho chẳng 1 triệu yeah, cũng cảm ơn quý anh chị Mạnh Thường Quân yeah. Chúc dồi dào sức khỏe dạ yeah. Rồi con cũng chúc cho gia đình mình có nhiều may mắn trong sắp tới nha dạ yeah, yeah. Đó. Rồi chúc Hải tương lai có công việc đồ ổn định lo cho gia đình nha Hải. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Con hy vọng qua video ngày hôm nay á, thì sẽ có cô chú, cô bác gần xa đó hỗ trợ cho gia đình mình ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Con cũng nghĩ là có thể đi bệnh viện được tiếng trên coi người ta nói như thế nào. Dạ. Cũng có thể là ở đây người ta thấy gia đình mình không có tiền. Thấy gia đình mình theo. Dạ. Rồi, con chào bà nha. Dạ, dạ. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Dạ, dạ. Rồi, chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ. Anh này ở ngoài chợ bán gạo. Dạ. Cũng thấy mình đi bán luôn. Gì hả? Này là của em. À, cái giấy bệnh ra viện ha. Giấy ra viện. Mới ra viện ngày 5 tây luôn. Hả? Bữa giờ nằm bệnh viện đa khoa Sa Đéc. Bà cụ Đặng Thị Sáu sinh năm 1941 là 82 tuổi nè. Rồi anh cảm ơn Hải ơi. Rồi em cảm ơn chị Thùy nhiều nha. Dạ, bà sợ không có đi làm được lo cho cái chú bị tâm thần với cháu nội hả? Dạ. Đứa cháu đó có đi học không bà? Có khi đi học lớp 7. Dạ. Lớp 7 rồi. Cha nó chết, con mẹ nó trốn không bỏ lại gì. À, con trai hay con gái bà? À, con gái. Con gái ha. Dạ. Hôm nay nó được 13 tuổi rồi. Hôm nay đi đâu mà con không thấy bà? Không biết, không có ở nhà trước. Nhà vậy. À, nhà trước. Dạ. Trước hồi hôm nó xin đi. Kêu nó xuống rồi bà ơi. Dạ, được vậy? Rồi bà ơi. Thôi bà đừng có khóc, đừng có xúc động nữa. Cũng không có tốt. Bà đừng có xúc động nữa nha bà. Nói chung là nhìn cảm giác của bà, phải nói là mình cảm nhận được cái sự đau đớn của chú. Nằm là cảm thấy cái chân không dám nhúc nhích luôn nè. Không có nhúc nhích được, hôm đó thì nó nghỉ trừ luôn. Dạ. Rồi cô chú anh chị và các bạn thân mến, bây giờ là trưa rồi. Em vừa mới trong nhà của bà cụ Sáu ở gần chợ Cái Tàu Hạ ra nè cô chú. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video của em ngày hôm nay nha. Đặc biệt là chúng ta đi chợ Cái Tàu Hạ, một trải nghiệm rất là thú vị ở một ngôi chợ cạnh bờ sông. Và cảm ơn cô chú đã lắng nghe câu chuyện của bà cụ Sáu. Trong video ngày hôm nay thì ở những video trước đó, dạ, thì ở video trước em còn giữ số tiền của anh Tuấn và chị Thu đó là 800.000. Trong video ngày hôm nay thì em có gửi tặng cho hai trường hợp ở chợ Cái Tàu Hạ, đó là chị bán vé số và chú đưa đò mỗi người 200, đó là 400.000. Và trường hợp của bà cụ Sáu là 400.000 còn lại của anh Tuấn và chị Thu. Và ở những lần trước thì em có nhận được số tiền của chú Cường ở Canada, đó là 200 đô Canada, đổi ra là được 3,4 triệu. Thì ngày hôm nay em cũng trích ra 400.000 để hỗ trợ cho bà cụ Sáu luôn. Đó là bây giờ số tiền của anh Tuấn và chị Thu gửi cho em tổng cộng là 400 đô. Thì qua những cảnh chợ thì em chia sẻ ngày hôm nay thì số tiền của anh Tuấn và chị Thu đã hết rồi nha cô chú anh chị và các bạn. Và tiếp theo em sẽ làm chương trình cho chú Cường ở Canada. Thì 200 đô của Canada của chú Cường á, là 3,4 triệu. Hôm nay em hỗ trợ cho bà cụ Sáu là 400.000 trong đó. Thì bây giờ số tiền em tạm giữ còn lại đó là 3 triệu, và sẽ dành tặng cho một số cô chú anh chị và các bạn có hoàn cảnh khác trong những cảnh chợ mà em có duyên. Còn trường hợp của bà cụ Sáu thì hy vọng qua video ngày hôm nay cô chú anh chị và các bạn gần xa theo dõi thì cảm thông cho hoàn cảnh của bà rất là đáng thương. Thì cô chú anh chị mà có muốn hỗ trợ hay giúp đỡ cho bà cụ Sáu thì có thể liên hệ qua số điện thoại của em Cường, đó là cháu nội của bà. Số điện thoại trên màn hình nha, em sẽ để số điện thoại trên màn hình nha cô chú. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.